Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Chúc các quý anh bước sang năm Quý Mão 2023, được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi Giáp Tý của mình, trong năm 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2023, mời các quý anh cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023, cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, Nam Mạng. Năm Quý Mão 2023, Giáp Tý sinh năm 1984 Nam Mạng, là 40 tuổi âm lịch và 39 tuổi dương lịch. Xem tử vi 2023 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 Nam Mạng, theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Giáp gặp Quý bình thường, công việc làm ăn dần ổn định, cuộc sống không quá nhiều sóng gió như trước. Xét về địa chi, Tý gặp Mão lục hình, vừa tốt lại vừa xấu. Điều này ám chỉ công việc làm ăn có sự mở mang thêm nhưng khá vất vả, hao tổn nhiều công sức. Xét về ngũ hành, mệnh chủ hành kim gặp lưu niên hành kim, bình hòa. Vận khí vượng, dễ gặp hung hóa cát, nỗ lực hết mình ắt được đền đáp xứng đáng. Quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, bước sang năm Quý Mão 2023, có vận trình hung cát đan sen. Vận khí lành ít giữ nhiều, cẩn thận phải lao lực vất vả khi tính chuyện mở rộng làm ăn, công sức cũng hao tổn nhiều hơn. Nhưng mọi thứ chỉ cần nỗ lực và bền chí, ắt sẽ thu được thành quả. Sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ bị hao tốn nhiều tiền bạc, ốm đau, bệnh tật, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Vận hạn, hạn thiên tinh. Là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột tiêu hóa. Tuyệt đối không tắm khuya, có nguy cơ bị cảm rất nguy hại tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo, thị phi. Vận niên năm 2023 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 Nam Mạng. Vận niên Cẩu Cuồng Phong. Là hình tượng chó bị gió độc, điều này báo hiệu một năm ít gặp may mắn, nhưng nếu biết nhẫn nại và khéo léo chờ thời cơ thì quý anh vẫn chuyển bại thành thắng không khó gì. Ngoài ra, trong năm này sức khỏe của quý anh không được tốt, công việc sự nghiệp thì trong năm nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế thay đổi sẽ tốt hơn. Ngoài ra quý anh nên giữ gìn chữ tín với mọi người, chọn cách làm ăn kiên cố, không nên tham gia những việc mang yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền, chờ thời cơ, trong năm cũng dễ sinh lòng đố kỵ, nên chu đáo giữ mình, tránh cãi vã, tranh chấp. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, có vận trình không được mấy khả quan, năm này quý anh phạm thái tuế, là năm Mão, cho nên quý anh sẽ gặp nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, trong năm có nhiều hung tinh đả kích, lại thiếu cát tinh để giải trừ hung tinh, nên lành ít giữ nhiều. Hai phương diện chịu tổn thất nặng nhất là sự nghiệp và sức khỏe. Vì vậy, lời khuyên của chúng tôi dành cho quý anh tuổi Giáp Tý là cần lạc quan, mạnh mẽ, cố gắng hơn nữa. Quý anh nên dành nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân, chứ đừng thả lỏng quá mức, điều này sẽ ảnh hưởng đến vận thế của mình. Bên cạnh đó, sức khỏe gặp hung tinh, Mão mộc khắc chế kim, lại thêm bệnh phù đả kích, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể, cho nên cần phải bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác, tránh rượu chè cờ bạc, chỉ khiến cho bản thân thêm bệ rạc mà thôi. Thân thể trong năm nay hay ốm vặt, thường xuyên mất ngủ, điều này gây ảnh hưởng không tốt tới chất lượng cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Xét về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm Quý Mão 2023. Tử vi quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm 2023, có vận trình sự nghiệp hung cát đan sen, là một năm có tốt có xấu với tuổi này. Nhìn chung bản mệnh tuổi Giáp Tý vẫn khó tránh sự lo âu, nhưng cứ nghiêm túc cố gắng, thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình. Trong năm này quý anh tuổi Giáp Tý đang phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý, Ngọ, Mão, Dậu, điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, ngang tàng, cá tính mạnh mẽ bộc phát, cho nên công việc gặp nhiều bất lợi, ý chí không kiên định, dễ thay đổi, làm việc thiếu tập trung, hay quên, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo và nghiêm trọng hơn còn khiến cho bản thân rơi vào tình trạng bị chuyển đi công tác, giáng chức, bị đuổi việc, mất việc. Sự ràng buộc của hạn thiên tinh trong năm sẽ tác động tiêu cực đến phương diện sự nghiệp, nên quý anh trong làm ăn, buôn bán nên cẩn thận, tính toán cho thật kỹ lưỡng. Không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào lao lý, pháp luật tiền mất tật mang. Công việc trong năm này đối với quý anh tuổi Giáp Tý, nên tập trung phát huy thế mạnh của mình, nhẫn nhịn, chăm chỉ hơn, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn, đừng vội vàng từ bỏ những mục tiêu hiện tại, thì vẫn đạt được nhiều khởi sắc, dễ được trọng dụng. Cơ hội cũng sẽ đến, kèm theo đó là không ít khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng quý anh cần can đảm lên, dũng cảm đối mặt, sẽ vượt qua được những trở ngại và thu được thành tựu về cho mình. Quý Anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, đang ở giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Tử vi dự báo Quý Anh tuổi Giáp Tý cũng sẽ có được sự may mắn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng nỗ lực hết mình để có được vị trí tốt hơn ở tại công ty, cơ quan nơi làm việc. Đặc biệt, trong năm 2023, thầy Gia Cát khuyên Quý Anh tuổi Giáp Tý hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với Quý Anh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho Quý Anh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của Quý Anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm Quý Mão 2023. Quý Anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm 2023, có tài vận không được mấy khả quan. Thái tuế án ngữ và các hung tinh ngăn trở, làm cho Quý Anh tuổi Giáp Tý có thể đối mặt với nguy cơ thất thoát tiền bạc bởi những vấn đề phát sinh, khó có thể lường trước, việc kiếm tiền trở nên chông chênh, khó khăn hơn, con đường phát tài của bản mệnh nhiều ngăn trở, kinh doanh không thuận lợi, hàng hóa có phần ế ẩm, do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, cho nên Quý Anh tuổi Giáp Tý đừng nên ỷ vào sự khôn ngoan, ứng xử khéo léo để khởi mưu cầu. Cho dù Quý Anh có tài ba, đạt được thành công cũng chỉ là tạm thời, ẩn tàng phía sau sẽ là họa hại, khó khăn gấp bội lần, nên Quý Anh cần có sự cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Trong năm này, Quý Anh tuổi Giáp Tý do bị ảnh hưởng của tiểu hao, thiên khốc và sự ràng buộc của sao Thái Bạch là hung tinh, làm cho cuộc sống của Quý Anh có nhiều phần u tối, lý trí bị che mờ, gặp họa phá tài, tiền bạc dễ hao, tiểu nhân quấy phá, rối rắm nhiều bề. Không chỉ khó đạt được sự tiến bộ về tài chính, mà các nguồn thu cũng gặp khó khăn, tài lộc khó tụ, ngay cả về mặt quản lý tài chính, thỉnh thoảng sẽ có những tình huống bất trắc xảy ra, đồng tiền chảy vào túi đã nhỏ giọt, lại phải tốn quá nhiều cho chuyện chi tiêu. Trong năm này, Quý Anh tuổi Giáp Tý, nếu có ý định xuất tiền bạc đầu tư thì phải thận trọng, cần có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, nếu không rất dễ thua lỗ, không thu hồi được vốn. Cho nên, Quý Anh tuổi Giáp Tý trong năm này, càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình, nên biết tiết kiệm thì tốt hơn, hạn chế ăn chơi, chạy theo xu thế mua sắm nhiều thứ không cần thiết, hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Nên biết cách quản lý về tài chính, việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch. Điều này sẽ giúp cho Quý Anh cân đối được mức thu chi của mình, chi không vượt quá thu, có thể liệu cơm gắp mắm, để có cuộc sống no đủ, tránh nỗi lo nợ nần. Đồng thời cần có một khoản tiền tiết kiệm dành riêng cho những trường hợp cấp bách. Ngoài ra, Quý Anh cũng nên tránh cho vay tiền hoặc hùn vốn đầu tư lớn trong năm này. Về cuối năm, vận trình của Quý Anh có phần khởi sắc hơn, khi đó Quý Anh ít bị tác động của các hung tinh, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán được thuận lợi, giúp cho nguồn thu của Quý Anh không ngừng tăng lên, Quý Anh cũng cảm thấy thoải mái hơn trong vấn đề về tài chính của mình, không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền như những tháng trước đây. Xét về vận trình tình cảm của Quý Anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão, về phương diện tình cảm, gia đạo của Quý Anh tuổi Giáp Tý không tốt cho lắm, vận khí trong nhà suy giảm. Dễ phát sinh nhiều điều bất hòa hoặc xích mích nhiều việc. Có chuyện buồn đưa tới. Đường tình cảm của Quý Anh trong năm này cũng vướng phải không ít rắc rối, vì bản tính hướng ngoại, các mối quan hệ xã hội rộng rãi. Trong quá trình giao lưu với bạn bè, khách hàng, cũng có nguy cơ lầm đường lạc lối, nguy cơ có người thứ ba xuất hiện, thậm chí gây mâu thuẫn gia đình. Đối với những người đã có đôi có cặp, hoặc mới kết hôn, cũng sẽ phát sinh nhiều thị phi, bất hòa, vợ chồng không tôn trọng nhau, dễ giày vò lẫn nhau. Về vấn đề này, Quý Anh tuổi Giáp Tý nên biết giữ mình, kiểm soát hành vi của bản thân, nếu không sẽ dẫn đến đổ vỡ tình cảm vợ chồng, bất hòa với con cái. Ngoài ra, những tin đồn tình cảm cũng có thể gây tổn hại đến hình ảnh, danh tiếng cá nhân, ảnh hưởng đến sự ổn định của sự nghiệp và tài vận. Quý Anh tuổi Giáp Tý nên suy xét lợi và hại, đừng vì nóng vội nhất thời mà hủy hoại cả gia đình và sự nghiệp. Mọi người đến tuổi trung niên nên tập trung ổn định mọi thứ, nếu không cuối cùng sẽ phải hối hận. Xét về vận trình sức khỏe của Quý Anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm Quý Mão 2023. Năm 2023, Quý Anh tuổi Giáp Tý có vận trình sức khỏe cũng không được tốt. Bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của các hung tinh, tăng môn, thiên khốc, quan đới, sự ràng buộc của Hạn Thiên Tinh, chủ về sức khỏe, làm cho Quý Anh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề về đường ruột, hệ tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Tử vi khuyên Quý Anh tuổi Giáp Tý trong năm hình thái tuế này, cần đề cao an toàn của bản thân, làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống, đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm, để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến, hạn chế đi đám ma, đám hiếu. Trong năm Quý Anh cũng có điểm báo gặp họa huyết quang, cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn bằng kim loại, chú ý khi tham gia giao thông tránh phóng nhanh vượt ẩu, không lái xe trong tình trạng mệt mỏi và sau khi uống rượu bia, để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc. Trong năm này, quý anh tuổi Giáp Tý cần tu dưỡng bản thân, coi trọng đạo đức, kính trên nhường dưới, thuận hòa, hiếu thảo với cha mẹ, tạo dựng ý niệm tốt. Ngoài ra, quý anh cũng nên làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn, chu đáo trong việc cúng tổ tiên, siêng năng lễ bái thần Phật thì sẽ được tổ tiên, thần Phật và ơn trên che chở, giúp cho quý anh tai qua nạn khỏi, độ trì gặp nhiều may mắn, hanh thông, thành công, thăng tiến, tài lộc được dồi dào hơn nữa. Quý anh tuổi Giáp Tý trong năm nay, phải chăm sóc bản thân thật tốt, nên có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên, để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe, chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng, năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế, trạch tuổi không? Tam tai năm 2023, ví dụ, bản mệnh tuổi Thân Tý Thìn gặp hạn tam tai vào các năm Dần Mão Thìn. Như vậy, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nam mạng, phạm hạn tam tai năm thứ hai. Hạn hoang ốc năm 2023, không phạm hoang ốc. Tuổi Kim Lâu năm 2023, không phạm Kim Lâu. Thái Tuế năm 2023, quý anh tuổi Giáp Tý năm 2023, phạm hình Thái Tuế, bản mệnh cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, thôi việc, bản thân và người thân sức khỏe gặp nhiều vấn đề. Trạch tuổi năm 2023, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Giáp Tý 1984, trong năm Quý Mão 2023 là trạch hư, là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Và năm 2023, quý anh tuổi Giáp Tý 1984 gặp trạch hư, không nên mua nhà, làm nhà, hoặc sửa nhà vào năm nay. Ngày giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm Quý Mão 2023. Số của tuổi Giáp Tý nam mạng rất hạp vào những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng lẻ. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào, quý anh cũng có thể xuất hành vào những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng lẻ, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp bạn thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết dương lịch, chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày Canh Thìn, tháng Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Giáp Tý. Giờ Canh Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Giáp Tý. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch, thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh tuổi Giáp Tý, giờ chẵn, ngày chẵn, tháng lẻ. Hướng tốt trong ngày. Hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Giáp Tý. 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Giáp Tý. Xuất hành theo hướng chính Nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính Tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới Hạn Thiên Tinh và Sao Thái Bạch chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của Hạn Thiên Tinh đối với tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nam mạng. Nói về Hạn Thiên Tinh, ông cha ta có câu thơ sau: Thiên Tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Hạn Thiên Tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thị phi kiện cáo, có nghĩa Thiên Tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột, hệ tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi. Phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới. Sức khỏe, khi gặp Hạn Thiên Tinh làm sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng, đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng. Kiện cáo, người gặp Hạn Thiên Tinh dính tới những cãi vã, xích mích, kiện tụng, thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn ngục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạn Thiên Tinh gây ra nhiều áp lực tai họa, khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn rầu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua Hạn Thiên Tinh, đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm Quý Mão 2023. Thứ nhất, về sức khỏe, những ai gặp Sao Thiên Tinh, cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Thứ hai, liên quan đến kiện tụng, những ai gặp Hạn Thiên Tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng. Không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật. Luôn giữ bình tĩnh, tránh xung đột ra tòa. Bên cạnh đó, cần tu tâm, dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt, quý anh nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng. Quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm Quý Mão 2023, cũng cần chú ý đến Sao Thái Bạch chiếu mạng. Sự tác động của Sao Thái Bạch đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm Quý Mão 2023. Sao Thái Bạch là một trong hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Gặp phải hạn Sao Thái Bạch chiếu mệnh thường hao tốn tiền bạc tài sản lớn, gặp tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại, nhiều vướng mắc, rắc rối với luật pháp. Cần kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sao này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Người bị Sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp Sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim tinh còn được gọi là triều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp Sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Khuyên những người gặp hạn này nên tu thân thích đức, sống hiếu thảo với cha mẹ, kính trên nhường dưới, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khó khăn cơ nhỡ, tật nguyền. Bên cạnh việc hóa giải vận hạn bằng cách tu dưỡng bản thân thì dưới góc độ tâm linh nhiều người làm lễ dâng sao giải hạn để mong muốn, hy vọng tạo nên sự an tâm, có niềm tin, lạc quan vui vẻ hơn trong cuộc sống, trước là bình an mạnh khỏe, sau là được hanh thông cát lợi. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn Sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm 2023, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, bước vào tháng 1 âm lịch, có thiên can giáp mộc ẩn thương quan, được tỷ kiên trong quý thủy tương sinh. Địa chi tháng và năm tương đồng về ngũ hành, được gọi là thương quan sinh vượng. Quý anh cần lưu ý mặt sự nghiệp, sẽ không được như ý, tính cách nóng nảy, ghét bị người khác ràng buộc, ép uổng. Có điểm tổn hại đến cấp trên mà ảnh hưởng tiền đồ. Tuy vậy mặt chuyên môn nghề nghiệp thì lại có lợi hơn, nhất là khi quý anh biết cách vạch kế hoạch tính toán kỹ lưỡng trước những gì mình cần làm. Đây là tháng mà quý anh có thể phát huy hết tài hoa và năng lực của chính mình. Lưu ý thương quan quá vượng, cần chú ý về mặt sức khỏe, để phòng chân tay bị tổn thương. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Quý anh tuổi Giáp Tý, có tình duyên không mấy tốt đẹp trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, tính khí của quý anh thay đổi mạnh mẽ, quý anh tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, nên khó được lòng mọi người. Không chỉ vậy, tháng này là tháng Mão, tháng xung của tuổi bổn mạng, cùng với sự xuất hiện của thiên quan, thiên khốc, cũng sẽ mang đến cho quý anh tuổi Giáp Tý gặp rất nhiều phiền phức, khiến quý anh gặp nhiều xui xẻo, đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng, hay là hợp đồng mua bán, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Hồng Loan tinh xuất hiện dễ khiến cho quý anh rơi vào mối quan hệ tình cảm ngoài luồng, đào hoa dữ, có nhiều mối quan tâm mới, ảnh hưởng tới danh tiếng của chính mình. Vì vậy, khuyên quý anh tuổi Giáp Tý nên ý thức hơn về sức mạnh của hung tinh, cần chú ý, cẩn thận hơn trong tháng này. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Bước sang tháng 3 âm lịch, vận trình tài lộc của quý anh tuổi Giáp Tý có phần khởi sắc, mặt công việc khi làm ăn hợp tác hay làm các lĩnh vực liên quan tới bất động sản, đất đai, có phần thuận lợi, tài lộc cũng có thu, nhưng chưa có được sự dư dã nhiều. Lúc thuận lợi quý anh cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi, ngang bướng, nếu không sẽ khiến sự nghiệp của mình bị phá hoại. Trong lúc làm việc không nên đối đầu với lãnh đạo, nếu không sẽ bị gặp nhiều trở ngại cho vận trình của mình. Đây là tháng bán hợp nên mặt nhân duyên của quý anh sẽ được cải thiện, nhưng cũng đừng quên, quan hệ tình cảm đang phạm hại tiểu nhân, nên quý anh cần phải vững vàng về tâm lý, giữ vững lập trường của mình. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tử vi của quý anh tuổi Giáp Tý tháng 4 âm lịch năm 2023, có điểm thăng tiến nhẹ. Trong tháng có thiên can đinh tỵ hỏa của tháng, chịu thiên can quý mão thủy của năm tương khắc. Nguyệt lệnh tỵ hỏa và thái tuế mão mộc tương sinh, là thế vận khí thăng tiến. Về cơ hội kiếm tiền, tay trái của quý anh tuổi Giáp Tý sẽ có nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn, doanh thu sẽ cao. Bạn dựa vào tài năng cá nhân để thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc tháng này của bạn khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ giàu có. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tháng này, quý anh tuổi Giáp Tý đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện Tý Ngọ tương xung, lại thêm thiên khốc, địa tang quấy phá, gây ra những chuyện buồn phiền, về phương diện tình cảm không như ý, quý anh tỏa ra lạnh lùng, cục tính. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến quý anh, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình, do bạn đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Trong tháng bạn không nên tham gia vào các trò may mắn, nếu không tiền đến tiền đi rất dễ phá sản. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Bước sang tháng 6 âm lịch này, quý anh tuổi Giáp Tý sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, nhiều quy định và luật lệ mới xuất hiện ràng buộc bạn. Quý anh sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Quý anh nên tập trung vào công việc chính thì tốt hơn, để quên đi sự muộn phiền, điều này cũng giúp cho quý anh tạo được niềm vui, chỉ cần dựa vào thực lực và sự thông minh của mình để đem về những lợi ích chính đáng và gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Quý anh không nên tập trung vào các nghề tay trái, những kiểu đầu tư tiền bạc mạo hiểm, điều này rất dễ dẫn đến hao tán về tiền bạc, không chừng sẽ mất trắng tay, lại đeo nợ vào mình. Ngoài ra quý anh trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Bước sang tháng 7 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Trong tháng 7 âm lịch này, về vận trình sự nghiệp của quý anh tuổi Giáp Tý có phần khởi sắc. Có thể nhìn ra quý anh sẽ có một tháng tốt đẹp. Làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, có lợi cho đường học hành, thi cử, tìm việc, phúc lợi, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Tuy nhiên trong tháng cũng sẽ gặp đôi chút thử thách, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Bản thân quý anh Giáp Tý cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình. Việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo. Ngoài ra với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn thiên đức, cơ hội việc làm cho quý anh sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vì vậy, quý anh cũng nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc, có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Giáp Tý 1984. Tháng 8 âm lịch, đối với quý anh tuổi Giáp Tý gặp nhiều khó khăn trở ngại. Tháng phạm cục diện Tý Dậu tương phá, thái tuế phạm xung. Nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ chệch hướng. Bản thân quý anh đang bị nhiều yếu tố ngoại lực quấy nhiễu. Tháng 8 âm lịch, quý anh Giáp Tý cũng bị ảnh hưởng bởi giác tú, thiên khốc là hung tinh, điều này làm cho quý anh trở nên nóng tính, cục tính, gây ra nhiều sóng gió trở ngại cho công việc, tài lộc chậm. Đặc biệt là trong gia đình, quý anh dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Tử vi tháng 9 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Bước sang tháng 9 âm lịch cho thấy vận trình của quý anh Giáp Tý gặp cục diện Tý Tuất Bình Hòa, Thái Tuế hòa hợp với Nguyệt lệnh nên mang tới một sự may mắn nhất định. Nghĩa là về phương diện sự nghiệp, quý anh tuổi Giáp Tý trong tháng sẽ gặp nhiều cơ hội tốt. Mặc dù bạn cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh nhưng sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế các khó khăn. Quý anh tuổi Tý sinh năm 1984 cũng cần phát huy tài năng của chính mình để cấp trên nhìn nhận, sự nghiệp có điểm thăng tiến. Tháng này quý anh cũng nên mạnh dạn làm những công việc đang muốn làm. Vận may lớn sẽ đến với bạn. Về tình cảm, bạn được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống, nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn, đừng để công việc làm bạn bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này rất thuận lợi. Hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất bạn có thể. Về sức khỏe, thì gia chủ sinh năm 1984 nam mạng tháng này sức khỏe tốt, chỉ chú ý là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn xây xát nhỏ không đáng có. Bước sang tháng 10 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tháng 10 âm lịch, vận trình công việc của quý anh tuổi Giáp Tý tương đối bận rộn. Quý anh phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, quý anh cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Trong tháng này, quý anh phải cần đến sự giúp sức của người khác để hoàn thành, cũng đừng có ngại ngần khi nhờ tới anh em, bạn bè cùng nỗ lực hỗ trợ để hoàn thành được nhiệm vụ. Tháng này, tài lộc của quý anh tuổi Giáp Tý có chút giảm sút, tuy vẫn có thu, nhưng có nhiều việc cần phải chi tiêu ngoài ý muốn. Ngoài ra tháng này, quý anh cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức lại ốm bệnh. Về sức khỏe, chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông tránh gặp họa huyết quang gây thương tích cho thân thể mình. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Quý anh tuổi Giáp Tý trong tháng này đang bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan. Trong tháng có Tý Thủy phạm hình với cung mệnh, lại bị tháng Thái Tuế án ngữ dẫn đến vận khí tiêu hao. Trong tháng vận trình sự nghiệp của bạn không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ, quý anh Giáp Tý cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Tháng có Quan Tinh lộ, quý anh nên nhớ là không được quá nóng tính, hay bới bèo ra bọ khiến bản thân xích mích với lãnh đạo. Về phương diện tình cảm cũng gặp chút trục trặc do Hồng Loan Tinh phẫn nộ. Bước sang tháng 12 âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Thiên can tương sinh, địa chi tương hợp, trong tháng 12 âm lịch này, vận trình của quý anh sẽ có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Về phương diện tài lộc của quý anh tuổi Giáp Tý trong tháng này tương đối tốt. Mặc dù tháng này là tháng cuối năm, tương đối bận rộn, nhưng tình hình nhìn chung được suôn sẻ. Những người làm kinh doanh, buôn bán, thì công việc diễn ra thuận lợi, hàng hóa tấp nập, điều này giúp cho quý anh có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết sắp tới. Quý anh tuổi Giáp Tý có được sự năng động, tinh thần rất sung mãn, trông tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm. Nhìn chung, trong tháng này quý anh tuổi Giáp Tý có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho quý anh có được nhiều niềm vui và an tâm hơn phần nào về tài chính hiện tại của mình. Trong tháng này nhân duyên và công việc khá ưng ý cho nên quý anh tuổi Tý có thể mỉm cười viên mãn. Trên đây là tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nam mạng, trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý anh an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý anh tuổi Giáp Tý năm mới an khang, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.